Ngày nay, nội soi dạ dày là phương pháp chẩn đoán chính xác, hiệu quả và tối ưu nhất về các bệnh lý thực quản, dạ dày và hành tá tràng mà không một phương pháp nào khác có thể so sánh được. Hôm nay, phòng nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Mê Linh sẽ chia sẻ với các bạn về các kỹ thuật nội soi dạ dày. Xin mời các bạn. Dây soi được thiết kế gồm hai phần: phần điều khiển và phần dây soi. Phần điều khiển dây soi được cầm bằng tay trái, được đỡ ở giữa ngón cái và ngón trỏ. Với ngón út và áp út ôm sát vào thân máy tạo sự vững chắc khi cầm máy. Ngón trỏ linh hoạt sử dụng van hút và các nút chức năng như nút dừng hình, nút bật chế độ nội soi giải tần hẹp. Ngón giữa được sử dụng van khí nước, bơm khí giúp dạ dày giãn, quan sát được niêm mạc dạ dày. Bơm nước khi nhấn và giữ để giúp rửa sạch camera ở đầu ống soi khi bị bám bẩn. Ngón cái sẽ điều chỉnh núm up down, điều chỉnh phần uốn cong của đầu ống soi lên hoặc xuống. Ngoài ra có thể được sử dụng để điều chỉnh nút right, left, giúp cho phần đầu ống soi sang phải hoặc sang trái. Trong nội soi dạ dày, rất ít khi ta sử dụng đến núm chức năng này. Thay vào đó, ta gấp cổ tay, đầu ống soi sẽ di chuyển sang bên phải. Hay ngửa cổ tay, đầu ống soi sẽ di chuyển sang bên trái. Ngoài ra, có thể ngả cánh tay ra bên ngoài, dây soi cũng di chuyển sang bên trái. Hay khép cánh tay vào trong, đầu ống soi sẽ di chuyển sang phải. Giơ lên cao, hay hạ dây xuống thấp, đầu ống soi sẽ di chuyển tương tự. Tay phải được tự do để đưa dây soi vào hoặc rút dây soi ra. Ngoài ra, phối hợp với tay trái để điều khiển dây soi sang phải sang trái bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc xoay ngược theo chiều kim đồng hồ. Người bệnh cần tháo bỏ răng giả nếu có, đặt ca nang ở chính giữa hai hàm răng, yêu cầu người bệnh cắn chặt vào ca nang, sao cho phần gờ của ca nang không đè vào môi của người bệnh. Ngón út và áp út nâng cằm người bệnh, ngón giữa và ngón trỏ đặt trước ca nang. Tay trái sẽ giữ đầu người bệnh. Khi nội soi, người bệnh không hợp tác, người phụ ghi đầu để người soi có đủ thời gian rút dây soi ra ngoài. Khi người soi đưa ống soi qua họng vào thực quản, giây phút người soi buông ống soi để cầm đoạn kế tiếp, người phụ cần khép ngón giữa và ngón trỏ để giữ dây soi không bị tụt ra ngoài. Đây là thử thách đầu tiên và lớn nhất đối với cả người bệnh và ekip nội soi. Vì vùng này gây ra rất nhiều phản xạ buồn nôn, người bệnh có thể không hợp tác và giật dây soi. Cuộc nội soi sẽ thất bại ngay từ giai đoạn này. Thử thách này đặc biệt lớn ở những bệnh nhân lưỡi to, những bệnh nhân không hợp tác được do lo lắng, sợ hãi, hoặc ở những bệnh nhân cổ ngắn. Kỹ thuật cần nắm vững ở giai đoạn này là đưa dây soi với phần cong mặc định của đầu ống soi song song với bề cong của lưỡi, chính giữa khoảng cách giữa lưỡi và khẩu cái cứng, theo đường trắng giữa ở khẩu cái cứng. Khi đến khẩu cái mềm với điểm giữa là lưỡi gà thì ta từ từ áp máy để nhìn thấy hà họng cùng với thanh quản. Đưa dây soi ngang mức sụn nắp thanh môn thì vừa đao máy vừa đưa dây soi vào. Kết hợp với động tác nuốt của người bệnh sẽ giúp dây soi qua cơ thắt trên vào thực quản. Luôn luôn cố gắng giải thích và động viên người bệnh cùng hợp tác với ekip nội soi để kết quả được tốt nhất. Bác sĩ thở, chào nha, chị thở bình thường rồi. Còn có một tí. Chào đấy.
Đây có lẽ là đoạn dễ dàng nhất. Về kỹ thuật, chỉ cần bơm hơi đủ, giữ ống soi ở chính giữa lòng thực quản. Trên màn hình sẽ thể hiện bằng cách lòng ống luôn ở chính giữa màn hình. Nếu có đờm rãi, cần hút bỏ trong quá trình đưa ống soi để quan sát được niêm mạc. Đây có lẽ là thử thách nhỏ tiếp theo. Khi đến tâm vị, vừa bơm khí, hơi áp máy và xoay nhẹ đầu ống soi sang trái, kết hợp với đưa dây soi là ta đã vào đến dạ dày. Lúc này, hơi xoay máy sang phải và hơi đao máy là ta nhìn thấy đường xuống thân vị. Bơm hơi vừa đủ nhìn thấy đường, linh hoạt giữa up và down, men theo bờ cong lớn để tới hang vị. Trên đường đi, cần hút bỏ dịch và đờm rãi để tránh trào ngược, luôn động viên người bệnh trong quá trình. Từ thân vị bám theo bờ cong nhỏ, ta sẽ đến được hang vị. Để lỗ môn vị giữa vi trường và từ từ đẩy máy. Ngay khi lỗ môn vị mở ra, tiếp tục đẩy máy, ta sẽ vào được hành tá tràng. Nếu bám theo bờ cong lớn, ta hơi áp máy. Khi nhìn thấy lỗ môn vị để giữa vi trường, từ từ đẩy máy. Khi đến ngang lỗ môn vị, khi mở ra, ta sẽ đao máy và tiếp tục đẩy máy, sẽ vào được hành tá tràng. Đây sẽ là thách thức đối với những trường hợp lỗ môn vị đóng kín và di động. Một số trường hợp khó, không thể tìm thấy lỗ môn vị, thì ta áp máy giống như tư thế xoay quạt ngược. Khi nhìn thấy góc bờ cong nhỏ, đây sẽ là mốc để ta tìm một lỗ môn vị. Từ từ đao máy, tìm từ phía góc bờ cong nhỏ xuống, ta sẽ tìm ra được lỗ môn vị. Khi đến cuối D1, đầu D2, ta vừa bơm hơi, đồng thời vừa áp máy, kết hợp với xoay đầu ống soi sang phải. Khi nhìn thấy D2, giữ nguyên áp máy, từ từ rút máy, ta sẽ xuống được D2 tá tràng. Để xoay quạt ngược, khi đầu ống soi đang ở vị trí giữa thân vị và hang vị, ta bơm hơi đủ, từ từ áp máy và đẩy máy tựa vào bờ cong lớn. Khi nhìn và quan sát được góc bờ cong nhỏ, từ từ rút máy và xoay máy sang bên trái. Khi đầu ống soi di chuyển qua góc bờ cong nhỏ, tiếp tục rút máy, đầu ống soi sẽ đến được vùng phình vị.
Rút máy là thời điểm đặc biệt quan trọng để quan sát và đánh giá các tổn thương. Đối với D2 tá tràng, ngoài quan sát màu sắc niêm mạc, hệ thống mạch máu, ta cần lưu tâm đến cấu trúc bóng vate. Với những trường hợp vàng da tắc mật, với những trường hợp đa polyp có tính chất gia đình, tỷ lệ ung thư bóng vate có thể chiếm tới 10%. Hay những trường hợp chảy máu đường tiêu hóa, nghi ngờ chảy máu đường mật. Đối với hành tá tràng, chúng ta cố gắng quan sát trong khi đưa máy vào. Bởi vì khi rút máy từ D2 ra, dây soi rất dễ tụt qua hành tá tràng xuống luôn dạ dày. Khi quan sát cần lưu tâm đến vị trí mặt sau sát lỗ môn vị. Những vùng này rất dễ bị bỏ sót. Lại đây bác, nhìn không? Sâu hóng này. Trên hướng soi thẳng, ta có thể quan sát đánh giá được vùng thân vị giữa, thân vị dưới và hang vị. Trên hướng soi quạt ngược, ta có thể quan sát đánh giá được phình vị, thân vị trên và vùng góc bậc không nhỏ. Tất cả các vùng này ta cần lưu tâm đến các hướng mặt trước ở vị trí 3 giờ, mặt sau ở vị trí 9 giờ, bờ cong nhỏ ở vị trí 12 giờ và bờ cong lớn ở vị trí 6 giờ. Cần quan sát đánh giá tỉ mỉ, cẩn thận về mặt niêm mạc, hệ thống mạch máu dưới niêm mạc và các đặc điểm tổn thương liên quan. Ví dụ, khi dịch dạ dày ứ động là dịch đen bẩn thì thường có một ổ loét ác tính ở đâu đó. Nếu dịch dạ dày là dịch máu không đông, có một ổ loét đang chảy máu ở vị trí dạ dày hoặc hành tá tràng. Khi dạ dày giãn, ứ động dịch thức ăn cũ, thường có hẹp môn vị ở phía dưới. Cần lưu tâm tới những vị trí hay bỏ sót tổn thương như phần đứng và phần ngang bờ cong nhỏ, phần thân vị sát tâm vị phía mặt sau. Để quan sát dạ dày được tốt nhất, ta cần bơm hơi vừa phải để dạ dày căng giãn vừa đủ. Thể hiện trên nội soi là các nếp niêm mạc ở vùng thân vị giãn ra, tách rời nhau, nhưng không hoàn toàn biến mất. Trước khi rút máy, ta cần chú ý hút hết hơi trong dạ dày để người bệnh đỡ khó chịu. Cần chú ý quan sát vùng phình vị một lần nữa trước khi rút máy ra thực quản. Yếu tố kỹ thuật quyết định sự thành công của ca nội soi là sự vận hành hoàn hảo, thuần thục giữa kỹ năng bơm hơi và kỹ năng hút, cũng như sự vận hành phối hợp nhịp nhàng giữa tay phải và tay trái của người nội soi, cũng như sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong ekip nội soi, và đặc biệt không thể thiếu sự hợp tác của người bệnh trong quá trình nội soi.
Đối với thực quản, khi rút máy, cần giữ mức bơm hơi vừa phải để lòng thực quản giãn. Rút máy từ từ, giữ đầu ống soi ở giữa lòng thực quản. Cần đặc biệt chú ý tới vùng thực quản 1/3 trên, nơi tiếp giáp với cơ thắt trên thực quản, bởi đây là vùng mù khi ta đưa máy vào. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu có câu hỏi hoặc muốn trao đổi, xin hãy để lại comment. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé.